ca sĩ nghệ sĩ có mặt ở phía dưới, những cái gì nào mà Lê Tích không thấy được mà nãy giờ chưa có mặt mà đã tới sau thì Lê Tích cũng trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng lên sân khấu để thắp những nén hương cho tổ nghiệp nhân dỗ tổ năm 2018. Xin mời cô Y Si cũng là một bầu sâu ở tại miền Italy lên sân khấu thắp hương ạ.